Now, that means you only just die without any worry, without any attachments. Và chính vì vậy nên là nói rằng ông là đừng có ra đi với nhiều cái nỗi niềm lo lắng, mà hãy ra đi thanh thản, ra đi với nhiều nỗi niềm lo lắng như vậy là được là bị chê trách bởi Đức Phật, nên là hãy ra đi thanh thản, ra đi đừng đem theo những cái sự lo âu. Then another one, number three, okay? Then Nakula Pita, you may think, after I'm gone, Nakula Mata will not be interested to see the Buddha and Bhikkhu Sangha. Or she may not be interested to go to monastery to see the Buddha and Bhikkhu Sangha, okay? To listen to the Dhamma from Buddhas and Bhikkhu Sangha, to do generosities, or to observe Sila, etc. Và một điều lo lắng nữa đó là cha của Nakula mới lo lắng rằng là sau khi ông ấy chết thì mẹ của Nakula sẽ không còn đến tu viện gặp Đức Phật và cũng không còn tới viếng thăm tu viện để gặp các tỳ kheo chư tăng và để nghe pháp, để bố thí, để cúng dường, nên đó là ông lo lắng như vậy, nên là một điều lo lắng trong tâm ông nữa. You should not think in this way if you have persuade, okay, after you have persuade, or I have no more duty to take care of you than me, then I may be able to go to see the Buddha more than before. Và mẹ của Nakula mới nói với cha của Nakula rằng là sau khi ông mất rồi tôi không còn phải chăm sóc ông nữa, thì thực ra tôi sẽ có nhiều thời gian hơn và tôi sẽ tới tu viện nhiều hơn, tới làm phước bố thí dĩ giờ giữ giới và nghe pháp cúng dường nhiều hơn bây giờ nữa. Okay, and because of this reason, you should die peacefully without any worry. To die full of concern is painful. To die full of concern has been criticized by the Buddha. She encouraged by saying so. Và như vậy là mẹ của Nakula mới khuyến khích rằng là hãy chết một cách an bình, hãy ra đi một cách an bình, ra đi cho với có nhiều cái nỗi niềm, nhiều cái sự lo lắng lo âu, là điều này là bị chê trách bởi Đức Phật. Okay. Then me, she is telling the truth. She is telling the truth for her husband to recover from her, the illness. Nghĩa rằng đó là cô ấy đang nói lên cái sự thật, nói lên cái sự thật để cho người chồng của cô ấy để khỏi bệnh. Then number four, another one, the same way, Nakula Pita, you may think, okay, Nakula Mata does not observe morality, or does not take the five precepts after I have passed away. Và một điều okay, you can translate, okay? Yes. Và một điều lo lắng ở trong tâm của cha Nakula đó là ông lo lắng rằng sau khi chết rồi thì mẹ Nakula sẽ không còn giữ giới Sila nữa. Okay, you should not look at the matters in this way. Then you know Sile Supri Urakari. There are many Buddhas, female, white robes, female followers, okay? That means they are observing five precepts not to break in whole life. So I am one of the Buddha's female followers. One of them. Because of this reason, I will observe the five precepts not to break for whole lives. Don't worry for this. Và mẹ của Nakula mới nói với chồng của cô ấy rằng là đừng có nhìn, đừng có nghĩ, đừng có nhìn tâm từ với theo cách, theo hướng như vậy.
Và tôi là người mà đệ tử của Đức Phật, có rất là nhiều những người tín nữ là những người cư sĩ áo trắng và là những người tín nữ, họ đã duy trì, họ đã thọ trì giới một cách liên tục, không gián đoạn, không đứt giới, trong họ thọ trì năm giới cả đời và không gián đoạn. Và cũng vậy, tôi là một trong những người tín nữ như vậy, là tôi thọ trì giới năm giới không gián đoạn cho đến hết đời. If anyone has any doubt regarding this, okay, then the Buddha is living in the monastery in our city, then they can go in as the Buddhas. She also show the Buddha as her witness. Và cô ấy nói rằng nếu mà ai mà không tin lời tôi nói thì có thể tới hỏi trực tiếp Đức Phật. Đức Phật sẽ là người chứng minh cho tôi. Và như vậy thì cô ấy và cha và chồng của ấy đã tới tu viện và gặp Đức Phật. Then another one, number 5. Okay, Nakula Pita, you may think, okay, after I am gone, after I have passed away, you know, Nakula Pita, you may think, Nakula Mata don't have any concentration, to me, any peace of mind. Và điều thứ năm nữa, đó là Nakula Pita, đó là cha của Nakula. Cha của Nakula mới nghĩ rằng là sau khi ông chết rồi thì mẹ của Nakula sẽ không có định, không có bất kỳ định trong tâm, không có sự an bình trong tâm nữa. That's why we call Samadhi Kamathana. Nakula Mata does not have internal peace of mind. Samadhi, Nakula Mata does not have concentration. You should not think in this way. Actually, I have concentration, peace of mind. Và cha của Nakula mới nghĩ rằng là mẹ của Nakula sẽ không có cái sự an bình nội tâm, hay gọi là Samadhi Kamathana, hay là không có Samadhi, không có định. Và mẹ của Nakula mới nói rằng ông đừng nghĩ theo cách vậy, theo hướng như vậy. Tôi là người có định, có Samadhi. Tôi là người có sự an bình trong nội tâm. Okay, since 16 years ago, they also observe Abrahmacharya Sekhagara. Okay, because of this reason, they may practice samatha concentrations to attain maybe jhanas concentration. So Nakula Pita also have concentration. She has peace of mind. She have concentration. That's why she says to her husband. Và từ 16 năm trước rồi, họ đã giữ giới Abrahmacharya, là giới không hành dâm. Và như vậy, và họ đã thực hành thiền, và họ đã có chứng được định rồi. Và cả cha của Nakula và mẹ của Nakula, hai người đều có thiền định, đều có chứng định cả. Nên chính vì vậy, nên là cha, mẹ của Nakula mới nói với cha Nakula là như vậy. If anyone have any doubt regarding this, then the Buddha is living in the monastery in our city, and they can go and ask the Buddha. Và mẹ của Nakula mới nói rằng nếu bất kỳ ai có sự hoài nghi về vấn đề này thì hãy tới tu viện nơi mà Đức Thế Tôn đang trú ở đó, và có thể hỏi trực tiếp với Đức Thế Tôn về vấn đề này. Therefore, you should not die full of concerns, you should die peacefully without any worry. Và chính vì vậy nên là ông hãy ra đi một cách thanh thản, ra đi một cách nhẹ nhàng, và ra đi đừng đem theo những lo âu. Okay. Then the sixth one, number six. Okay. What is number six? You know, Nakula Pita. You may think that Nakula Mata don't have any reliable dhammas in the Buddha's dispensation, the Buddha's sasana.
Dhammi refer to Nakula Mata does not begin Sotapanna yet in the Buddha's dispensations. Then you may think in this way. Và cha của Nakula với nghĩ rằng như vậy sau khi ông chết rồi, mẹ của Nakula sẽ không có bất kỳ pháp nương tựa nào, không có bất kỳ cái nương tựa nào trong giáo pháp của Đức Phật cả. Thì ở đây, trong đây ông ý ông nói rằng là mẹ của Nakula là chưa chứng được Sotapanna, chưa chứng được đạo nhập dự lưu, nên là không có cái pháp nương tựa, không có một pháp nào để nương tựa cả. You know, Nakula, Dhammi, Nakula Mata also said, I have begun Sotapanna, I have realized Dhamma and the Buddha's dispensations. Và Nakula Mata, hay là mẹ của Nakula, với nói rằng tôi là có pháp, tôi đã chứng được đạo dự lưu và tôi có pháp nương tựa, tôi có chỗ nương tựa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tena uchi kecho, I have overcome, you know, the doubt regarding the Buddha Dhamma and the Buddha Dhamma's teachings. Và tôi đã vượt qua được cái sự hoài nghi về Đức Phật. Tôi đã vượt qua được sự hoài nghi về giáo pháp của Ngài. Vigatagatangato, I have no more doubt regarding the Buddha's Dhamma. Or whether it is the Buddha or not, whether it is the real Dhamma or not, etc. Và tôi đã vượt qua được cái sự hoài nghi là giáo pháp của B có phải giáo pháp của Đức Phật hay không, Đức Phật là có hay không và vân vân. Tôi đã vượt qua được tất cả những cái hoài nghi như vậy. Visarejapato, they become very brave regarding the Four Noble Truths or the Dhamma. They can discuss with anyone about the Dhamma. They are very brave. They can say, I'm in Sotapanna, I penetrate the Four Noble Truths, I realize Nirvana. They can say bravely. Và họ trở nên, tâm của họ trở nên rất là dũng mãnh, rất là mạnh dạn. Họ có thể nói, họ có thể đàm đạo, họ có thể nói với bất kỳ người nào đó là họ đã chứng được đạo. Họ đã chứng được quả, họ đã chứng được đạo và họ đã chứng được Niết Bàn, họ đã chứng được Pháp, họ đã xuyên thấu Pháp và họ có thể thẳng thắn, họ có thể mạnh dạn và nói với người khác như vậy. Then, you know, Aparapachaya, this is also the qualities of Sotapanna. Okay? Aparapachaya, I don't need to believe, I don't need to find any teachers in other religions. My teacher is only just the Buddha. The Buddha is Dhamma. Buddha's Dhamma. Then, okay, she have confidence in the Buddha. She have unshakable confidence in the Buddha. Dhamma, Sangha, and her morality, her attainments. Và nữa, đó là một cái phẩm chất hay là một cái pháp của bậc thánh dự lưu. Đó là họ có niềm tin không lay chuyển và họ có thể tin rằng họ không cần tìm, họ có thể nói rằng họ không cần bất kỳ vị thầy nào khác ngoài Đức Phật và giáo pháp của Ngài thôi. Nghĩa là họ có thể họ có niềm tin vững mạnh vào tin vào giáo pháp của Đức Phật và tin vào Đức Phật và họ thực hành theo. Và đó là một pháp của những bậc thánh. If someone don't believe this, okay, then the Buddha is living in monastery in our cities. They can go and ask the Buddhas. Nếu mà ai mà không tin vào vấn đề này, những lời tôi nói như thế này, thì có thể tới gặp Đức Phật và Đức Phật là người chứng minh cho tôi. Và Đức Phật đang hiện tại đang ở tại tu viện đó và mọi người có thể tới và hỏi Đức Phật. Therefore, Nakula Pita, you should die without any worry. Okay? You should die without any concern. To die full of concern is very painful. Also, the Buddha criticized to those who die with worry or concerns. So you should die peacefully. Và như vậy, mẹ của Nakula
với nói với cha của Nakula rằng ông hãy ra đi một cách thanh thản, đừng có ra đi với nhiều cái nỗi niềm lo âu. Ra đi với nhiều sự lo lắng, nhiều sự lo âu là không đúng đắn và là bị chê trách bị bởi Đức Phật. Nên chính vì thế đừng có lo lắng và hãy ra đi bình thản. Ok. She also tell the truth witness of the Buddha. Okay. She also refers to the Buddha as her witness. These three. Và nữa, đó là mẹ của Nakula, cô ấy cũng nói là Đức Phật là người chứng minh cho cô ấy. After telling Sacca Kriya, okay? After telling these six truthfulness, truthfulness, the Nakula, by listening to her truthfulness, the Nakula Pita immediately recovered from his disease. Then he became happy. Và đây là sáu cái lời nói chân thật của mẹ Nakula. Và sau khi cha của Nakula vừa mới nghe xong sáu lời nói chân thật này của mẹ Nakula, thì ngay lập tức là cha Nakula đã khỏi bệnh. Okay. Then, this is that we call a Sacca Vachana, Sacca Kriya. Telling the truthfulness. Then, by telling the truthfulness, she can also ask her husband to take the Dhamma medicines. Then, taking the Dhamma medicines, then he recovered from his serious disease. Và đây chúng ta gọi là Sacca Kriya, có nghĩa là nói nguyện với cái lời nói chân thật. Và đây thì mẹ của Nakula đã phát nguyện với lời nói chân thật và đã trao cho cha của Nakula một liều thuốc giáo pháp, và cha của Nakula đã uống liều thuốc giáo pháp này và ngay lập tức khỏi bệnh. Okay, you may also have Bodhisattva Dubhi Suvarnasama. Oh, then when he the hunters shoot with the arrow. Actually, she nearly passed away. He nearly passed away. Then after telling the truth from by his parents and the Deva, what happened? Then he became alive again. This is also because of power of telling the truthfulness. Và một câu chuyện nữa, đó là trong câu chuyện tiền thân, đó là vì con Đức Bồ Tát thời đó là ngài bị bắn bởi cái người thợ săn, và với cái lời nói chân thật của cha và mẹ của ngài và với lời nói chân thật của vị chư thiên, thì ngay lập tức là ngài đã thoát khỏi bệnh, đã khỏi bệnh, và đó là cái năng lực của lời nói chân thật, và đó cũng là liều thuốc giáo pháp. Okay, then there's also one story regarding the Sacca Vachana, Sacca Kriya, the truthfulness. Và cũng có thêm một câu chuyện nữa nói về lời nói chân thật. Okay, there were husband and wife. They have one son. Then one day, one snake bite their son. Then what happened? Then he became unconscious because of the snake's poison. Và lúc đó là câu chuyện là như thế này, đó là có cặp vợ chồng, người ta có một người con trai và người con trai bị con rắn độc nó cắn và nọc độc nó lan tỏa khắp toàn thân, nên là người con trai này rơi vào trạng thái hôn mê. Then they also approach, okay, then they bring her hands to the Isit Hamet. They went to the Hamet together. Then in front of the Hamet, then Hamet instructed them to tell the truth, to tell the truthfulness.
Secha. Và như vậy là hai, cả hai vợ chồng, hai người cha và người mẹ cùng đi tới vị đạo sĩ, và cả hai vợ chồng đều phát lên lời nguyện, lời nói chân thật. Then, then you know, is it Hamet? He tell the truth to despair the poisons from the child. Then what is her truthfulness? Secha vajana. Okay. Although I am a hermit, is it now? Okay. Actually, I'm not happy as a hermit. I was ordained as a hermit without understanding. Okay. That means he wanted to disrobe, but I'm not happy as a hermit. But depends on conditions. I'm becoming a hermit. Then he tell the truth. Then the poison slowly, slowly, okay, reduce. Và nghe, và vị đạo sĩ ý sĩ này, vị đạo sĩ này cũng phát lời nguyện chân thật. Và lời nguyện chân thật của vị đạo sĩ, vị ý sĩ này là gì? Đó là vị nói lời chân thật rằng là tôi là xuất gia làm đạo sĩ, nhưng mặc dù là xuất gia là làm đạo sĩ, nhưng mà không với cái sự mong muốn, không với cái sự thích thú cuộc sống, hay là thỏa mãn, không thích thú trong cái đời sống xuất gia làm tu sĩ, làm đạo sĩ như thế này. Và đó là lời nói chân thật mà ông ấy nói ra. Nghĩa là ông ấy xuất gia là do cái tình huống, cái trường hợp bắt buộc nào đó thôi, chứ không phải là xuất gia do sự mong muốn, mà xuất gia với cái sự không mong muốn. Okay, his father, okay, her husband also tell the truth. What is his the secha vachana, truthfulness? Okay, I also approach the easy, okay, the hermit. Actually, I don't believe this hermit, but because of it is not suitable. That's why I'm approach this hermit or I support this hermit. Because of this truthfulness, okay, may my son recover, may the poison from my son's disappear. Then poison slowly, slowly, okay, reduce. Và sau khi người vị đạo sĩ này nói lời nói chân thật tí, cái nọc độc từ từ chảy ra, từ giảm đi từ trong từ người con trai kia. Và sau đó thì người vợ cũng đến gặp người đạo sĩ và cũng phát lời nói, nguyện lời nói chân thật. Và lời nói chân thật ở đây là gì? Đó là bà ấy nói rằng tôi không có niềm tin, thực ra là tôi không có niềm tin vào người đạo sĩ này, nhưng mà tôi tới là tới chỉ để hỗ trợ cho ông, nhưng mặc dù như vậy nhưng mà tôi không có niềm tin vào ông, không có niềm tin vào người đạo sĩ này. Và với lời nói chân thật như vậy thì nọc độc từ trong người con trai lại chảy ra bớt ra ngoài và giảm đi. Then wife, okay, his wife and also the mother, he also tell the truthfulness. Actually, I don't love my husband because of my parents' arrangement. We marry each other, okay? I marry with hand. I marry with hands. Actually, I don't love her. Oh, because of this truthfulness, okay, may my son recover from the poisons. Oh, after telling this the truth, what happened? Then all poisons disappear from their son, okay? Then their son recover from the poisonous. Yes. Và người cha cũng phát lời, phát nguyện lời nói chân thật. Và người cha nói lời nói chân thật ở đây là như thế nào? Đó là người cha mới nói lời nói chân thật rằng đó là tôi đã lấy người vợ ở đây, đó là do sự sắp xếp của gia đình, chứ thực sự ra là tôi không có yêu thương vợ, là mà chỉ là lấy vợ ở đây, ở với vợ ở đây, và là do cái sự sắp xếp của gia đình, chứ thực ra là không có yêu thương người vợ. Với cái lời nói chân thật như vậy là nguyện cho nọc độc thoát ra khỏi người con trai. Và ba người phát nguyện như vậy thì tất cả nọc độc của con rắn đã được đẩy ra khỏi người con trai và người con trai bắt đầu tỉnh dậy. Okay. Then truthfulness, secha vachana, secha kriya is very powerful. Then if you have some difficulty or kinds of disease, sickness, then you can also tell the truth like Nakula Mada or then Nakula Pita immediately recover from his illness. Or truthfulness, secha vachana is Dhamma medicines. Và như vậy chúng ta thấy rằng nguyện với lời nói chân thật là rất là vô cùng là mạnh.
và đó là một liều thuốc rất là mạnh. Và cũng giống như là mẹ của Nakula và đã nói lời nói chân thật. Và sau khi nói lời nói chân thật như vậy thì cha của Nakula ngay lập tức là khỏi bệnh. Thì chính vì thế phát nguyện với lời nói chân thật đó là một liều thuốc pháp. Okay, then one day the Nakula Pita went to the Buddha. Then he also asked, Bande, now I am very old. Please give me short avada. I want to listen the short avada from the Buddha. Và một ngày thì cha của Nakula mới tới gặp Đức Phật và biết nói bạch với Đức Thế Tôn rằng là bạch ngài, bây giờ là con rất là già yếu rồi, xin ngài hãy cho con lời giáo giới. Then the Buddha says, you know, Atura kayo seva anatura chaito cha. Atura kayo me sato anaturam bhoisati. What is the meaning? Nakula Pita, although your body is painful, try not to be painful in your mind. Okay? Then he gave this short avada to Nakula Pita. Và như vậy Đức Phật đã thuyết một bài pháp ngắn, lời giáo giới ngắn tới Nakula Pita, cha của Nakula. Đó là dầu, là thân này là già, này gia chủ, thân này là bệnh hoạn. Dầu cho thân có bệnh, cũng đừng làm cho cũng đừng để tâm bệnh. Okay, sure. Then when he receives the short avada from the Buddha, he was very happy with the avada, Buddha's avada. Then after that, he went to Venerable Sri Buddha. Sau khi mà cha của Nakula nhận được lời giáo giới từ Đức Phật, thì cha của Nakula trở nên rất là hoan hỷ. Và sau khi hoan hỷ thì cha của Nakula đứng dậy và đi tới gặp tôn giả ngài Sariputta. Then Sariputta says to Nakula Pita, Nakula Pita, you seems to be very happy, or your face is very clear and bright, or your the facial complexion is very bright. Okay? What kinds of dhammas did you receive from the Buddha? Then he also said, the Buddha says short avadas to me, okay? Although my body is painful, try not to be painful in my mind. Because of the Buddha's avada, I am very happy with this Buddha's avada. Và lúc đó thì tôn giả ngài Sariputta mới hỏi, này gia chủ, là các căn của gia chủ thanh tịnh và trong sáng, sắc diện của gia chủ là thanh tịnh và trong sáng, thế là điều gì, do duyên cớ gì mà có phải là hôm nay gia chủ đối diện tới gặp Đức Thế Tôn và nghe pháp thoại phải không? Thì cha của Nakula mới nói rằng là thưa tôn giả, đúng như vậy, là hôm nay con vừa mới tới và được nghe lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, và ngài nói rằng là nếu mà cho dù thân con có bệnh nhưng đừng để cho tâm con bệnh. Và con rất là hoan hỷ với lời giáo giới, lời thời pháp ngắn này, nên là chính vì thế mà con có được sắc diện thanh tịnh và trong sáng. Then, Venerable Sariputta asked, you didn't ask the Buddha who are painful in body, but not painful in mind. Okay? Then who are painful in body? And both body and mind. Okay? Then Nakula Pita answers, I didn't ask this question. I came to Venerable Sariputta to lessen those kinds of dhamma. Và ngài tôn giả Sariputta mới nói với người gia chủ rằng, như vậy là gia chủ, là nam gia chủ, ông đã không hỏi Đức Thế Tôn rằng người như thế nào thì được là người, được coi là người là thân bệnh mà tâm không bệnh, và người như thế nào thì được cho rằng đó là người thân bệnh và tâm cũng bệnh, cả hai tâm bệnh và thân bệnh. Thì gia chủ không hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi này phải không? Thì cha của Nakula mới nói rằng, dạ vâng, đúng vậy, thưa ngài,
tại vì đó là duyên cớ này là con tới đây, con muốn được nghe câu trả lời từ Ngài. Okay, so who are painful and body and mind? Who are painful and body, but not painful then? And painful then mind. We should try to know. The Venerable Sri Buddha explains to Nakulabhita. Okay? If they see the five aggregates, only just briefly, okay? If they see the five aggregates as sub, you know, five aggregates, five khanda as sub, sub as five khanda, they cannot differentiate. They see together. Sub atta, sub rupa atta to samrupa sati, five khanda is sub, sub is five khanda, like this. Five khanda is mind. I am five khanda. I am five khanda. They cannot differentiate between five khanda and sub. They see the same as five khanda and sub. If they see in this way, what will happen? Then this five khanda, for example, rupa appearance will change to another appearance. Or the virana, feeling, perception, formation, conditioners, formations, consciousness, they will change. When they change to another things, because of these changes, what will happen? They will feel soka, brideva, dukkha, domnasa, sorrow, limitations, or pain, grief, etc. Then they are painful in their body as well as their mind. Và Ngài Tôn giả, Ngài Sariputta mới trả lời câu hỏi này như thế nào? Như thế nào là sự khổ thân và sự khổ tâm nữa? Thì như vậy, khi nếu một người mà thấy năm uẩn, năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Khi mà người ta thấy năm uẩn này là ta, là của ta, là tự ngã, là át tá, hay là khi mà người ta thấy cái át tá này, cái tự ngã này cũng chính là năm uẩn, hay tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng tất cả những cái uẩn ở đây, tất cả mọi thứ nó đều đang thay đổi và cái sự xuất hiện, sự hiện hữu của nó đều thay đổi, sắc uẩn cũng thay đổi. Rupa khanda thay đổi và thọ uẩn vedana khanda cũng thay đổi và hành uẩn sanya tưởng uẩn sanya khanda cũng thay đổi và sankara khanda cũng thay đổi và tương tự như vậy thức uẩn là vijnana khanda cũng thay đổi. Và tất cả năm uẩn này thay đổi, nếu mà người nào đó mà nắm giữ vào, chấp giữ vào, thấy rằng năm uẩn này là ta, là của ta, là tự ngã, hay là thấy tự ngã này cũng chính là năm uẩn, là ta, là của ta, thì đó là cái sự khổ. Khổ gì? Đó là khổ tâm, hay là cái sự đau khổ về tâm, cái sự bệnh về tâm. Và như thế thì họ bị bệnh cả về tâm và cả về thân. Then, if they understand five khanda or nama rupa as they really are, okay, they are only just a group of nama and rupa, no persons, and no human being, no deva, no brahma, etc., no self, non-self, etc., okay, then although they are changing, since they know impermanent natures of five aggregates, then they will not feel sorrow, they will not feel pain in their mind, etc. Nếu mà khi mà người ta hiểu được thế nào là nam uẩn, thấy được cái sự, thấy là nama, rupa, cái bản chất tự nhiên, sanh diệt tự nhiên của tất cả các pháp, như chúng đang là cái sự sanh diệt như vậy, thì người ta sẽ thấy được cái sự vô thường anicca. Và khi thấy được cái sự vô thường anicca của tất cả các pháp như vậy, của năm uẩn cũng vô thường, cũng thay đổi như vậy, tất cả danh sắc và tất cả mọi thứ được cấu tạo bởi nama rupa, danh và sắc như vậy, và nó liên tục thay đổi như vậy, thì người ta sẽ thoát khỏi được cái sự khổ về tâm. So in this case, then you should try to know the three persons regarding death. Và như vậy, ở đây chúng ta phải hiểu và biết được ba hàng người là theo cái sự phân tích ở đây. Then Arahanta, you know, Arahanta person, Atura Kayo Jiva, Atura Chaitosa, they have affiliations of pain and
mind and body. Or some they have paint and body, but they have no paint and mind. Or, you know, since we have received the five aggregates, then we cannot avoid body pain, bodily pain. Okay? Then Atura Kaya. Và như vậy chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta có cái thân năm uẩn này, ngũ uẩn này, thì chúng ta không thể nào mà tránh khỏi được cái sự khổ về thân. Và như vậy chúng ta biết rằng có một số, chúng ta phải biết rằng ví dụ như các vị A-la-hán, các vị vẫn còn sự khổ thân nhưng mà không còn sự khổ tâm. Nhưng mà một số người thì họ có cả sự khổ tâm, khổ thân nhưng mà họ có cả sự khổ tâm. Và đấy nữa, và đương nhiên khi mà bất kỳ chúng sanh nào mà có cái thân ngũ uẩn này, thân năm uẩn này thì sẽ có cái sự khổ về thân. Then, although their body is painful, then since they have destroyed all defilements with Aratapa's knowledge, then there's no pain in their mind. To me, if there's no defilement, there's no pain in their mind. Và đương nhiên, khi mà các bậc A-la-hán, các ngài đã chứng được A-la-hán thánh đạo, thánh quả, thì khi mà chứng được A-la-hán thánh đạo, thánh quả rồi, thì các ngài không còn những cái phiền não kia lệ sản, không còn những cái phiền não nữa. Và không còn phiền não nữa thì các ngài không còn cái sự khổ về tâm. Và đương nhiên các ngài vẫn còn cái thân năm uẩn. Thân năm uẩn này nên vẫn còn cái sự khổ về thân. Nhưng mà các ngài không còn sự khổ về tâm nữa. Yeah. Puthojana, ordinary persons, okay? They also have pain in body as well as pain in mind. Since they have received five aggregates, they will have a lot of disease in their body, or pain, or afflictions, or suffering in their body. Or they also have lobha, dosa, moha, and defilements. That's why they also have pain in their mind. Và như vậy, đối với cái bậc Puthujana, đó là những bậc phàm phu, những người phàm phu, thì người ta có cả hai, đó là cả cái sự khổ về tâm và có cả cái sự khổ về thân, bởi vì có cái thân vật lý này, có cái thân năm uẩn này nên người sẽ bị khổ thân và có những cái khổ tại bởi vì họ có tham sân si, là tham đó là lobha và dosa sân và si đó là moha, là tham sân si đều có đủ nên là chính vì thế họ có cái sự khổ về tâm nữa, tâm khổ tâm bệnh nữa, nên là đối với người phàm phu thì có cả hai cái sự khổ, đó là sự khổ về tâm và sự khổ về thân. Okay. Then, you know, lower noble persons, Sotapanna, etc. Since they have five khandhas, five aggregates, sure, they will have pain in their body. But they still have some defilement. But compared to ordinary persons, they are very sure they will never fall into full state, etc. Okay, they will never break five precepts, etc. They can also stay with the Nibbana attainment, Palasamapati, without any defilements. That's why they can be included in, you know, Anadura Gaya, Anadura Chaita. Anadura Gaya, there's no pain in body as well as in mind. Yes. Và đây đó là những bậc thánh thấp hơn. Đó là từ thánh dự lưu trở lên dưới bên dưới bậc thánh A-la-hán là những bậc thánh thấp hơn và các ngài các bậc thánh đó thì vẫn còn những cái phiền não ít hơn vẫn còn những cái phiền não nhưng mà các ngài là các vị thánh này đã vì cũng có thân vật cũng có cái thân năm uẩn ngũ uẩn này nên là sẽ có sự khổ về thân và nữa đó là các vị đó lại không lại cũng có những cái phiền não nhưng phiền não không có lớn và những vị đó sẽ không bao giờ mà làm hỏng giới và luôn luôn là thực hành không làm hỏng giới và đương nhiên họ cũng được trong bậc thánh thấp này thì được cũng được tính vào là bậc mà thân không ở thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh. Okay. You have received the five aggregates. Sure, you cannot avoid the disease, the pain in your body. Your body will be painful. You will have a kind of disease in your body. You cannot avoid this. Then try not to be painful in your mind. Practice meditation to remove the defilements.
Và cũng vậy, tất cả chúng ta ở đây, chúng ta cũng là có cái thân năm uẩn này. Và khi có cái thân năm uẩn này thì chúng ta không thể nào tránh khỏi được tất cả những cái bệnh tật. Thì như vậy, bây giờ chúng ta không tránh khỏi được những cái bệnh tật thì chúng ta phải cố gắng không tránh khỏi được những bệnh tật về thân thì chúng ta phải cố gắng để làm sao để giảm thiểu, để tránh khỏi những cái bệnh tật về tâm bằng cách thực hành thiền. Then Nakula Pita was very happy with the Buddha's admonishment. Okay, he also took the Dhamma medicines from the Buddha. Actually, since they met the Buddha the first time, Buddha, husband and wife, okay, Nakula's parents became Sotapanna. Since this time, they were the Sotapanna. Và như vậy là cha của Nakula rất là hoan hỷ thọ lãnh liều thuốc giáo pháp từ Đức Phật. Và nhờ liều thuốc giáo pháp của Đức Phật này mà vì đó trở nên rất là hoan hỷ. Và nữa, đó là cha và Nakula và mẹ của Nakula, là hai vị này là đã trở thành một bậc thánh dự lưu ngay từ lần gặp Đức Phật đầu tiên, là họ đã trở thành bậc thánh dự lưu rồi. Oh, because of this reason, although they have pain in their body, then they have no pain in their mind. Then taking their example, okay, maybe able to trans although body is painful, not to be painful in your mind. Then me may be able to practice to realize Nibbana as soon as possible. Take the Dhamma medicines to realize Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Và như vậy, chúng ta thấy rằng là cha của Nakula và mẹ của Nakula là đã dùng liều thuốc giáo pháp của Đức Phật và họ đã là người có bệnh về thân, có sự khổ về thân nhưng mà không còn khổ về tâm nữa. Và như vậy chúng ta cũng cố gắng để rằng có cho dù có bệnh về thân nhưng mà để vượt qua, để không còn bệnh, không còn khổ, không còn bệnh về tâm nữa. Và sơ đo chúc tất cả chúng ta hãy không còn bệnh về tâm nữa, đó là tất cả mọi ngài sẽ đo chúc tất cả chúng ta có sớm chứng ngộ được niết bàn, nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Now is time for question and answer. Please send your question to our chat box, Google Doc, and we will send the question to Sayadaw. If the time is still available, we will invite you to raise your hand to ask Sayadaw directly. Bây giờ đã tới phần hỏi đáp. Ban tổ chức xin quý vị gửi câu hỏi về chatbot, Google Doc và ban tổ chức sẽ chuyển đến ngài Sayadaw. Nếu thời gian cho phép, ban tổ chức sẽ mời đại chúng đặt câu hỏi trực tiếp với ngài. Sadhu, sadhu, sadhu. Sayadaw, so we have received the question here, so now I read in Vietnamese first and then I read to translate into English. Okay. Câu hỏi từ hành giả Hoa Nguyễn. Kính bạch ngài Sê Đo, cho con xin được hỏi là cả gia đình con đều biết đến chính pháp và hành các pháp như bố thí, cung dường, nghe pháp, học pháp và hành thiền. Nhưng chồng con lại không có sự thay đổi nhiều, thường xuyên nóng tính, hay nói lời, hay gắt gỏng, hay chửi bới, hay chửi rủa, tâm không được an tịnh. Dù đã hành thiền Vipassana theo Wenka, xin ngài bí mẫn chỉ dạy cho con, có phải chồng con đang hành sai pháp không ạ? We are lay devotees, Upasaka and Upasika, and our family, we are all doing like dana, sila, listen to dhamma and study dhamma and also practicing meditation. But however, my husband, he's very hot temper, very very dosa, and very hot temper. Always telling very rude words, and sometimes scolding other people. So his mind not calm, his mind not peaceful. Even though he already practiced so-called vipassana, wenka vipassana. So may say, oh, please. Is that because of my husband practicing something wrong in his practice?
is a soul zero because of his wrong practice. So because of that soul, he'll do a lot of, he do dana, sila, but he still got very angry, very quickly got angry. Mm. Yes. Maybe if he still can observe the five precepts not to break, he is still okay. Then to be able to remove the dosa or to be able to reduce the dosa, then need to practice meditation systematically. Okay, anapana meditations together with metta meditation, etc. Then he will be able to remove or reduce his anger. Then, yes. Okay? Yes. Và trong trường hợp của cô như thế này, đó thì là nói chồng của cô, đó là chú, nếu mà chú đang giữ thọ trì nam giới, điều đó là điều tốt và tiếp tục thọ trì nam giới. Và để vượt qua được cái tâm sân, cái sự gắt gỏng, những tâm sân này thì chú phải hành thiền. Hành thiền đó là phải hành thiền Anapanasati cùng kết hợp với thiền tâm từ Metta. Và như vậy vân vân, là nhiều phương pháp nữa phải hành thiền thì mới giảm thiểu được cái tâm sân, đối trị được với tâm sân. Yes. Từ hành giả tịnh ý, con thưa Sê Đo. Con thưa Sê Đo, lời nói chân thật, cho dù là điều đó là sự thật, làm đau lòng người khác thì oai lực có của lời nói chân thật đó vẫn có hiệu lực đúng không ạ? Con kính trên ngài Sê Đo. Sê Đo, talking about the Sacca Kiriya Sê Đo. So even the someone who says Sacca, say the truthfulness, but the truthfulness is hurt others, make other people painful. Even though the truthfulness also have the power, even they hurt other people, make other people feel painful. So is that truthfulness also have some power? You know, the Nagula Mata and Nagula Pita, they are Sotapanna. Since they met the Buddha the first time, because of the Buddha's Dhamma talk, then they became Sotapanna. Okay, then Nagula Mata also says that truthfulness for her husband. Well, those truthfulness are quite good. They are also, you know, they also have power. They have, you know, unshakable faith in the Buddha, Dhamma, and Sangha. They will never break the five precepts. Well, they are very powerful. Because of this reason, after the telling the truthfulness, then he immediately recover. Some, for example, they don't observe five precepts. Their morality is not pure. They are also not interested in the Dhamma, etc. Then when they experience a kind of suffering, then they say truthfulness, a kind of truthfulness. Sometimes it may not be powerful, it may not be useful. Yes, và chúng ta phải hiểu rằng đó là Nakuta Mata và Nakula Pita, đó là cha Nakula và mẹ Nakula. Khi mà họ gặp Đức Phật lần đầu tiên, khi mà họ nghe pháp từ Đức Phật, là họ đã chứng được đạo dư lưu rồi, Sotapanna rồi, nên là nói về giới của họ rất là mạnh, họ không có bị nam giới của họ được hoàn hảo, và họ có cái niềm tin chân chánh, niềm tin không lay chuyển vào Đức Phật và giáo pháp của ngài. Và như vậy, và những họ không bao giờ là phá vỡ những cái giới, làm đứt những cái giới, họ không bao giờ nói dối, lúc nào họ cũng nói lời chân thật, giới của họ rất là mạnh. Và cũng như vậy, họ đều là những bậc thánh, họ có niềm tin không lay động, và những lời nói của họ, những lời nói chân thật của họ lại có năng lực rất là mạnh, và những cái lời nói của họ là những cái lời nói tốt đẹp. Nên cái lời nói tốt đẹp cộng với những lời nói chân thật cộng với những cái giới của họ rất là mạnh, và họ là bậc thánh như vậy, nên là cái lời nói của họ là cái năng lực là trở nên cái năng lực là vô cùng mạnh. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng một số người họ không có giữ giới, họ không có thực hành giới, không có chỉ giới, nhưng mà họ gặp chuyện rồi thì họ bắt đầu phát lời nguyện chân thật. Thì cái lời nguyện chân thật đương nhiên là không có đủ năng lực đâu, không có đủ sức mạnh đâu, tại vì cứ đến khi mà bình thường không giữ giới nhưng mà xảy ra chuyện thì họ lại nguyện chân thật, thì cái lời nói chân thật của họ sẽ không thể nào so sánh được. Yes, I don't. Câu hỏi từ chú Đăng. Kính bạch ngài, nếu phát nguyện bằng lời nói chân thật nhưng không có ai chứng kiến mà chỉ nói một mình thì có tác dụng hay không ạ? Con xin trên ngài. Say đó, if someone say the truthfulness
but alone, nobody witness for him or for her. So is that the truthfulness also have power? If it is truth, have power. For example, there's also one story, is it? It may take long time, so the short answer is better, okay? Ngài sẽ đo trả lời rằng có, nó sẽ có năng lực. Nếu mà lời nói đó là lời nói chân thật, thì có một câu chuyện nữa, nhưng mà nếu ngài sẽ đo trả lời rất là dài, nên là ngài sẽ trả lời ngắn gọn đây là có. Okay, for example, you observe the five precepts not to break since young. Empty this time. You also take refuge to the trapezians since long times ago. Then you also recite a kinds of sutta, for example, Buddha's quality, Dhamma qualities, etc. For a long times, nearly every day, etc. Then you experience a kinds of suffering or difficulties. Then you pay attention to your pure morality, your generosity, etc. Then you can also tell the truthfulness and may be helpful to escape from your difficulty or the suffering or even from the illness. Okay. Then if you wish to be powerful with your truthfulness, although there's no problem, you only just say yourself, no problem. Yes, it will be helpful. Yes, sir. Và chúng ta có thể làm thực hành như thế này, đó là dùng lời nói chân thật, đó là chân thật là dựa trên. Ví dụ như là chúng ta đã thọ trì năm giới, quý vị đã thọ trì năm giới liên tục từ hồi trẻ và thọ trì năm giới liên tục không gián đoạn và không quý vị đứt giới nào, không bị đứt giới. Hay là quý vị có thể nguyện là đó là các vị, quý vị đã giữ gìn, đã thọ trì quy tam bảo từ rất là lâu rồi. Hay là nữa là đó là các quý vị đã thực hành Buddha Anusati, niệm ân Đức Phật gần như ngày nào quý vị cũng thực hành niệm ân Đức Phật. Và dựa trên cái sự giới trong sạch như vậy, hay là dựa trên cái sự lời nói chân thật, cái sự thực hành như vậy, để khi quý vị muốn có được cái lời nguyện chân thật mạnh thì phải dựa trên cái nền tảng đó là ví dụ như là có giới trong sạch như vậy và nguyện như vậy, dựa trên cái nền tảng giới được thanh tịnh trong sạch và những cái nền tảng như thế thì cái lời nguyện của quý vị có sẽ trở nên năng lực mạnh hơn và có thể giúp cho vượt qua được những cái sự khó khăn và cũng có thể vượt qua được cả những cái căn bệnh những căn bệnh nữa. Và như vậy thì khi nguyện như vậy thì cho dù là có người chứng minh hay không có người chứng minh, hay là chỉ nguyện một mình thôi, tự nguyện một mình thôi cũng sẽ được, cũng sẽ đều có năng lực. Yes, no. Câu hỏi từ hành giả Tâm Minh. Kính bạch ngài, xin ngài cho con hỏi, tâm từ trong các bậc thiền có khác nhau nhiều không ạ? Vì có nghe rằng nói là thiền tâm từ từ khi xuất hiện, khi xuất ra từ thiền từ tam thiền thì mới có năng lực mạnh và hiệu quả, có thể bảo vệ được người khác. Kính mong ngài giải thích giúp cho con ạ. Con kính chiên ngài xe đó. Xe đó, so I heard that may I ask in different level of metta meditation, metta jhana, the first jhana, second jhana, third jhana, metta meditation. So is that the different jhana, they have different power, like the second jhana be more powerful than first jhana, and the third jhana be more powerful than second jhana. So is that true? So the second part of the question, I heard that somebody say only the third jhana emerged from the third jhana of metta meditation. Only the power of a third jhana can protect himself or herself from dangers. So is that true? May Sero, please teach me. Yes. No. Then sure, the metta, when you sense metta to the beings, then although you haven't attained metta jhana, it is quite powerful. But if you can practice MD, you attain metta jhana, it will be more powerful. Then also among these metta jhana, okay, the second jhana is more powerful than the first jhana. The third jhana is more powerful than the second jhana, lower jhanas, okay, according to the levels. Only just this one.
Và Ngài Sê-la nói rằng không đúng như vậy đâu. Thực ra khi mà hành thiền tâm từ, giải tâm từ tới chúng sanh khác, tới người khác, thì chúng sanh khác, ngay kể cả khi mà quý vị chưa có đạt được chứng được thiền tâm từ, thì thiền tâm từ, năng lực của thiền tâm từ cũng rất là mạnh. Nhưng mà khi mà chứng được thiền tâm từ rồi ấy, thì năng lực nó còn sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Còn về vấn đề đó là những tầng thiền khác nhau, thì là nhị thiền là mạnh hơn sơ thiền, và tam thiền là mạnh hơn nhị thiền. Chỉ có vấn đề đó thôi. Yes, sir. Và câu hỏi tiếp từ hành giả Tịnh An. Kính bạch Ngài, trong bốn đồng phẩm chất nhân duyên tạo xứng đôi vợ chồng trong nhiều kiếp của vòng luân hồi như trên, nhưng trường hợp kiếp này vợ chồng gặp nhau, chỉ có một trong hai người có đức tin nơi Tam Bảo, còn người kia thì không có đức tin tà kiến, vậy họ có thể gặp nhau trong mọi kiếp khác nữa chứ ạ? Và con và có gặp nhau lại trong tiếp diễn cuộc sống hòa với nhau như vậy? Nếu như thế, ở kiếp này một người có đủ bốn phẩm chất phải có sự thực hành và lời nguyện như thế nào để không phải gặp người chồng và người vợ không đồng phẩm chất? Câu hỏi rất là lúng cũng á. Kính trên Ngài. Ok. So in the case of the husband and the wife, they need to have the four qualities together, the same quality, sama, yes, sama sada and so on. So only then they can meet together in the future. So in the case of they don't have same sila, they don't have same chaga, they don't have same panya. So and then, so is that they will, is it possible for them to meet again in the future? Any possibility? Yes, sir. Some possibility is evident have possibilities. For example, now you are most of them maybe putojana. Okay, if you wish to become a sotapanna or higher noble person, can be only just to practice, only just to practice the Buddha's teaching, three trainings. This is possibility, is it? But the Buddha says if they don't have the same faith, the same sila, the same generosity, and the same pinya, then even sure they will break even in this present life. Then very difficult to meet in the future also. But the very long or sansara from time to time can meet possible. Yes, yes, yes. Nghĩa là cho dù là người ta, những người này không có bốn đồng cái phẩm chất đó, nhưng mà cái khả năng gặp lại nhau trong kiếp luân hồi thì vẫn có. Nhưng mà nếu mà người đó, ví dụ như là người ta muốn nguyện để chứng ngộ Niết Bàn, thì người ta có thể nguyện để chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng mà trong trường hợp, như Đức Phật đã nói rồi, người ta phải có bốn cái đồng cái phẩm chất, bốn cái pháp đó đồng cái pháp đó, đó là đồng thí, đồng giới, vân vân. Thì như vậy thì người ta mới có khả năng gặp lại nhau trong cái vòng, gặp lại nhau trong nhiều kiếp quá khứ. Nhưng mà vẫn có khả năng là người ta không có cái sự cùng bốn cái pháp này, bốn phẩm chất này, nhưng người ta vẫn có thể gặp nhau trong nhiều kiếp luân hồi. Nhưng mà tuy nhiên, người ta sẽ không thể nào mà ở với nhau lâu dài được. Thậm chí là người ta không có bốn phẩm chất này thì ngay trong đời này người ta đã chia ly rồi, người ta đã chia tay nhau rồi, chứ chưa nói không sống được với nhau, chứ đừng nói gì đến mà nhiều kiếp tương lai. Thì là như vậy. Yes, yes. The second part of the question, Zero. So do I need to make a wish? How do I wish to avoid this time we never meet my husband again in the future because he's not morality. He don't keep sila. Yes. Huh? She doesn't want my husband again. Yeah, yeah, yeah. So do she need to wish, to make a wish, so not to meet him again? Yeah. Okay, then sure. Then without making any expressions or wish also, if you don't have the same, sada, faith, sada, sila, jaga, pinya, okay, with her husband, your husband, then probably will not meet in the future. Then if you don't want to meet with your husband even in this life, then go to the monastery and ordain SLA. Okay? Yes, yes, yes. Và đương nhiên rồi, nếu mà thực ra nếu mà quý vị mà chồng, vợ và chồng mà không có cả bốn đồng cái pháp này, bốn đồng phẩm chất này, thì sẽ không rất là khó để mà gặp nhau được trong tương lai.
Và nếu mà cô mà muốn mà không gặp lại người chồng nữa, không gặp lại nữa trong tương lai, mà muốn ngay cả không muốn gặp lại trong kiếp này nữa, à, không muốn muốn chia tay ngay trong kiếp này, thì có thể đến tu viện và xuất gia làm tu nữ, thì có thể không gặp nữa và chia ly ngay trong đời này, chứ chưa cần phải đến tới đời sau. Yes. Từ một hành giả không có tên, không để tên, xin ngài Sero cho con hỏi, cuộc sống hàng ngày, cuộc sống ngày nay chúng ta thường luôn gặp người ngu dốt và ác đông, rất là đông xung quanh mình, làm tâm mình rất là bất an, rất là mệt mỏi. Xin ngài có thể nói dạy cho con cách nào để vượt qua được, thoát được mấy người này. Sero, in now the society, in our working life, we have many difficulties. We meet many fool people, many unwise people. So in this case, because of associated with the unwise people, the foolish people, so because of that, our mind become very tired and very uncomfortable and many worry. So may Sero teach us how to avoid to meet all those unwise people, unwise friend. Sure. Then you are living in, you know, the putojanas, human beings societies. Then you cannot avoid meeting with them. You will meet them. You will have to associate with them. Then if you really don't want to associate with those kinds of foolish persons, then sure, then there's a, you know, if there's a bad way, there's also another good way. Then you can choose whatever ways you like. Then if you don't want to associate with those kinds of persons, then sure, yeah, you see the Bora Dhammika, Unyana Kuisanga, they were also businessmen before. Then what happened? Okay, they choose this way. But they ordained. They was ordained as a bhikkhu, Sayale, then they stayed in the monastery. Then compared to outside walls, sure, then there are many meditators in monastery. Then they are still okay compared to outside wall. Okay? They are observing morality. They are also practicing meditation. Or even they have a higher attainment within those community. Sometimes even they are practicing meditation, then we also have some difficulty. But the main person is you. If you have attained the Dhamma, just now you know, Atura Kayo Me Sati, Anatura Bhoi Sati. Although your body is painful, then you should try not to be painful in your mind. Then me, you should try to remove the defilements. If there's no lova, dosa, moha, then although you are meeting with the fool's persons, then it will not be effort to your mind so much. Okay, you can stay with the peaceful attainment, for example, nibbana attainment without defilements. Yes. Yes. Và như chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, trong cái xã hội bên ngoài, thì rất là nhiều người như vậy, rất là nhiều người ngu dốt, rất là nhiều người ngu ác như vậy, thì đương nhiên khó thể mà tránh khỏi. Chúng ta cũng phải gặp gỡ họ là điều khó tránh khỏi. Và cuộc sống ở bên ngoài thì là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đâu cũng vậy, thì cũng có con đường tốt và cũng có con đường xấu. Con đường tốt hay con đường xấu là do chính mình lựa chọn. Mình có quyền lựa chọn con đường nào mình đi. Ở nơi nào cũng vậy, cũng đều có hai con đường, và chúng ta là người lựa chọn. Chúng ta có thể chọn con đường tốt, chúng ta có thể chọn con đường xấu, là đó là do sự lựa chọn của chính mình. Và ngài Sê Đâu có nói rằng, chúng ta thấy đó giống như là sư Paura Damika, sư Pháp Thắng hay là sư Minh Nhân, sư Nhanata Kavesaka. Chúng ta thấy đó thì các sư lại chọn con đường này. Tại sao? Các sư chọn con đường xuất gia. Và con đường đó, ngày trước thì các sư cũng sống trong cái đời sống ở bên ngoài thế gian, và cũng kinh nghiệm những cái đời sống, những cái kinh nghiệm bên ngoài thế gian. Nhưng mà các sư đã chọn con đường xuất gia, sống trong tu viện. Trong tu viện thì có rất là nhiều người, cộng đồng người giữ, các vị giữ giới, các vị hành thiền, hay là cũng vậy, những người thì chọn con đường làm xuất gia làm tỳ kheo, còn một số người thì chọn con đường đó là xuất gia làm tu nữ. Thì ở trong môi trường tu viện cũng vậy, có rất là nhiều người
là họ hành thiền, thực hành giữ giới và cộng đồng như vậy. Và nữa, có nhiều nhiều người thì họ có thể chứng được những cái pháp cao thượng, và có những người thấy được Niết Bàn, có được những người chứng được những cái pháp cao thượng, pháp thượng nhân. Và cái điều đó, điều quan trọng hơn đó là chính chúng ta, bản thân chúng ta có chứng được pháp thượng nhân hay không, đó mới là cái điều quan trọng. Khi mà chúng ta chứng được pháp thượng nhân, chúng ta thấy được Niết Bàn rồi, chúng ta có thể nhập được vào đạo, nhập được vào quả, quả tuệ, và chúng ta có thể an vui với những cái pháp đó, pháp của chúng ta, thì cho dù gặp gỡ là xung những người ngu, những người không trí ở bên ngoài thì không có sự ảnh hưởng nhiều, người ta không có sự ảnh hưởng nhiều tới chúng ta, bởi vì chính chúng ta đã có pháp ở trong rồi, và chúng ta có thể hoan hỷ an trú trong những cái pháp tự nhân mà chúng ta có được. Và những cái người ác, những người ngu chúng ta gặp, người ta không có làm ảnh hưởng nhiều tới chúng ta. Chính vì thế nên chúng ta phải cố gắng để hành và có được pháp. Yes, then if you can practice to attain up to anagami state, then you will be reborn in Sotavasa Brahmaran. There are only just anagami Brahma, no more Buddhojana and those kinds of Brahmaran. Okay, then how will be peaceful in such kinds of runs? But although, for example, you can practice to become Sotapanna or noble person to attain Nirvana and human lives as a human beings, then sure, you cannot avoid, still need to associate. Even the Buddha also cannot avoid the Devadatta, Jajamana, etc. Is it? Then depends on your Dhamma, can be peaceful or not peaceful. Yes. Và nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi hoàn toàn những người ngu, những người không trí, thì chúng ta có thể hành lên để chứng được tới Anagami, luật thánh bất lai. Và khi mà chứng được thánh bất lai rồi, Anagami rồi, thì chúng ta sẽ chỉ tái sinh trên cõi tình cư thiên, Supavasa. Và như vậy thì trên đó thì chỉ có bậc thánh Anagami trở lên thôi, và sẽ không còn những người ngu, những người không trí nữa, nếu mà chúng ta muốn, mà không muốn gần gũi những người ngu. Và như vậy chúng ta cũng thấy rằng ngay kể cả Đức Phật Ngài cũng không để tránh khỏi những người ngu như Devadatta và cô Chinchamana Sikha, và cũng vậy không tránh khỏi ngay cả Đức Phật. Và như vậy chúng ta mà muốn tránh khỏi, và ngay cả những bậc thánh dự lưu Nhất Lai đi nữa, thì các vị đó cũng phải tái sinh, có thể tái sinh là làm người, làm chư thiên, nhưng vẫn cũng phải làm người, cũng phải gần gũi và thân cận, và cũng có gặp gỡ những cái người ngu, mà ngay cả Đức Phật Ngài cũng không tránh khỏi điều đó. Và như vậy nếu mà quý vị không muốn gặp hay không muốn gặp, là chúng ta có con đường có thể lựa chọn. Yes. Câu hỏi từ hành giả Văn Hiệp. Dạ con kính đảnh lễ Ngài. Dạ con bạch Ngài, khi một người thiền sinh họ đã thuần tục ở sơ thiền rồi, và họ cũng thuần tục 5 bước thuần tục, và họ muốn lên nhị thiền, lúc đó có cần phải hướng tâm vào vùng Ba Băng Ga rồi tác ý loại bỏ tầm, bỏ tứ, rồi nhập vào tợ tướng của lên nhị thiền hay không? Hay là con chỉ cần suy nghĩ đến bất lợi của sơ thiền và tác ý loại bỏ tầm và tứ, nhập vào tợ tướng lên nhị thiền ạ? Con xin chiên Ngài Sero. Sero, for this question referring to the jhana, regarding the jhana, for the meditator who already attained the first jhana and also practiced the five, the mastery, jhana mastery, and then he want to go to the second jhana. So do he need to check Pavanga again? He check Pavanga, and then from the check Pavanga, and then he has the intention to remove the Vitaka, Avitaka Vichara, and then enter the second jhana. Or he only need to reflect on the weakness of the first jhana and the benefit of second jhana, and enter the second jhana. Yes, according to the procedures, when they have attained the first jhanas, then they should practice the five mastery and the first jhana. Okay, they should be skillful in the first jhana. When they become a master in the first jhana, after practicing the five mastery, okay, then when they are ready, then they can go to the second jhana by reflecting the weakness of the first jhana and the benefits or advantages of the second jhana. Okay, then for example, the first jhana is very close to five hindrances, enemies.
The first jhana has the gross jhana fetters or vitaka and vichara. Okay, vitaka and vichara. Yes. Then the second jhana is more peaceful than the first jhana. Or with the intentions to remove vitaka and vichara to attain the second jhana, concentrate on the patipagani mita. Then he will automatically reach the second jhana. Then when he has reached the second jhana, stay there for a long time. At that time, no more vitaka and vichara, only just three jhana fetta were remained in the second jhana. Yes. Và như vậy là phải làm hành thiền, ở trong đây là phải hành thiền theo một hệ thống. Hệ thống ở đây đó là gì? Nếu mà người đó đã thực hành thiền, chứng được sơ thiền, thì sau khi chứng được sơ thiền thì vì đó phải tiếp tục hành năm pháp thuần tục của sơ thiền. Khi mà đã hành xong năm pháp thuần tục của sơ thiền rồi, và vì đó muốn lên nhị thiền thì vì đó phải làm như thế nào? Đó là vì đó phải quán tưởng, quán xét cái sự mà cái sự bất lợi của sơ thiền. Đó là sơ thiền là gì? Sơ thiền là gần với năm triển cái, và sơ thiền vẫn còn tầm, vẫn còn tứ, vitaka, vichara, còn tầm, còn tứ và gần với các triển cái, năm triển cái. Và như vậy, và vì đó phải quán xét về cái sự lợi ích hơn, cái sự lợi ích của nhị thiền. Thì khi mà quán xét được cái sự bất lợi của sơ thiền, quán xét cái sự lợi ích của nhị thiền và cái sự bất lợi của sơ thiền, thì vị đó có tác ý là muốn lên nhị thiền, thì vị đó bắt đầu quay lại trở lại nhập vào tự tướng một thời gian lâu dài. Thì lúc đó vị đó mới thấy rằng trong những thiền chi tầm và tứ, vitaka vichara trở nên mất đi và chỉ còn ba thiền chi thôi. Thì lúc đó vị đó đã đạt lên là ngay tự động vị đó sẽ đạt được là nhị thiền. Yes, sir. Yeah, and another question is that, kính từ một hành giả, kính từ ngài Sơ Đo, khi hành thiền tâm con nguyện ước có nhiều tâm từ để cầu mong cho cha, cho mẹ, cho thân bằng quyến thuộc và nhiều người hướng về quy y nương tựa Đức Phật, giáo pháp để giữ giới hành thiền. Khi con nguyện thì con phóng tâm và không có được chú nơi hơi thở vi tế, khiến cho con lười biếng, không tập trung nghĩ đến phát triển tâm từ. Con thành kính ngài Sơ Đo chỉ dạy cho con thiền tâm từ. Câu này là sao nhỉ? Khi hành thiền tâm từ có nguyện ước cho nhiều người có nhiều tâm từ để cầu mong cho. Xin lỗi, câu hỏi này sư đọc không hiểu. Mọi người có thể người hỏi này có thể viết lại câu hỏi để rõ hơn một chút. Kính bạch ngài, câu hỏi tiếp. Kính bạch ngài, con xin hỏi ngài về virus corona hiện nay. Có buổi pháp thoại đầu tiên của ngài có giải thích là nguyên nhân virus hình thành là do sắc nhiệt. Vậy chúng có phải là những chúng sanh có sắc mạng quyền nữa không thưa ngài? Con xin cảm ơn ngài Sơ Đo. Sơ Đo, in the first Dhamma talk, Sơ Đo had teach us about the coronavirus, the COVID-19. The coronavirus, it is actually the Uttucharupa. So said, is that Uttucharupa, it also have the life faculties or not in this virus? This is a question, said. Yeah. Okay, then that's why you show us the doctors. Okay, specialist doctor, it would be better. And I just with them, what this is they are not alive beings. Okay, they are not alive being like a kind of parasites or poisons like this. Chemical, is it? Then only just if it is so, it will be only just Uttucharupa. Yes. If it is beings, then it all will be there will be four kinds of rupa in their body. But yes. It is only just a kind of poisons or a chemical or a kind of parents like this without any life abilities. Yes, sir. Và ngài Sơ Đo nói rằng nếu để biết rõ ràng hơn, quý vị chúng ta có thể hỏi bác sĩ, đúng không? Hỏi bác sĩ hoặc nhà khoa học. Nhưng mà nếu thực sự đây mà nếu nó là những con virus hay là đó là cái chất hóa học hay những thành phần hóa học hay là những cái chất độc, thì nếu mà nó là như vậy thì nó chỉ có Uttucharupa, sắc do nhiệt sinh mà thôi, và nó không có sắc mạng quyền và nó không phải là chúng sanh. Thì nhưng mà nếu mà trường hợp là nó là virus, nó là những chất độc hay nó
là những thì nó không có, nó chỉ có là sắc nhiệt sanh và nó không có sắc do sắc mạng quyền nên là sắc mạng căn nên là nó không tính là chúng sanh. Thì như vậy. Yes, I know. Và câu hỏi từ cô tu nữ Ngọc Ly. Thưa ngài, định đang mạnh lên, con chỉ cần vừa ý thôi, thở là tim đập nhanh và nóng ở vùng nhân trung, lực hút và ở vùng nhân trung rất là mạnh. Hai ngày nay con không dám đi thiền và ngồi thiền vì cảm thọ ở nhân trung quá mạnh và tim đập mạnh. Con thiền nằm và ít thiền lại để bớt căng thẳng với hơi thở. Khi nằm, thân cứng nhanh và có thể giữ nguyên tư thế suốt 2 tiếng, hơi thở cũng nhẹ lại và giảm cảm giác biết tứ đại ở nhân trung. Con luôn tác ý muốn giữ tâm thư giãn, biết hơi thở tự nhiên. Xin ngài chỉ dạy cho con. Said on this question from the Sale. Venerable Sero, I am practice anapanasati and then the concentration getting better. But whenever I practice, I pay attention on the breath, and then I feel the heartbeat become very clear, very obvious, the heartbeat. So, and also I feel the heat in here, a dry on upper leaf. I feel very hot. And also I feel like suction, something pulling me inside. And because of that, so I cannot sitting meditation. I cannot do walking meditation, but I have to lie down on the bed and observe the breath in and out. But I can do like that for continuously for 2 hours. And the breath becomes normal again. And the lesser, the sensation, the less all the sensation become reduced. So said, oh, how can I overcome that problem? Because the tension, whenever my concentration getting better, and then I feel like my heartbeat become very fast and feel the heat, all those sensation and characteristic of the 4 elements. So how can I overcome that? Okay, then you will feel the very, the obvious heartbeat. Then you should not observe, you should not pay attention to the heartbeat, only just acknowledge. Then although you are passive in the heartbeats, okay? Then you only just continue to pay attention to the breath. Then for questions, then you pay attention as breath, don't pay attention to the touching sensation or pushing elements too much. Only just pay attention as breath, as concept, it is better. But usually many meditators have many difficulty in meditation practice. Then now you can meditate for more than 2 hours, quite still okay. But when you practice regularly, diligently, with the instruction of the Buddha accordingly, okay, then you can also learn from your own experience how to adjust, etc. Then later, your mindfulness becomes stronger, then your concentration will become better and better. In this way, you will overcome all difficulty. Oh, okay, before reaching the like, for example, jhana's concentration state, you may have many difficulty. Not only those difficulty, the hindrances also, okay, will torture your mind alternately. Yes. Và như cô thấy đó, tức là cô thấy rằng khi mà hành thiền như vậy, tí khi mà hành thiền hơi thở, chỉ đơn thuần biết hơi thở và biết khái niệm về hơi thở mà thôi. Và tuyệt đối là không có để ý tới tất cả những cái cảm thọ này, tất cả những cái cảm giác này, tất cả những cái đặc tính này, nóng này, lạnh này, những cái đặc tính về tứ đài, rồi tất cả những cái cảm thọ đó bỏ qua đi. Và chỉ biết khái niệm về hơi thở mà thôi, biết hơi thở thôi. Thì từ từ tất cả hơi thở trở nên rõ hơn và tất cả những cái đặc tính và tất cả những cái cảm thọ nó sẽ trở nên mờ đi và biến mất. Và cũng như vậy, khi mà trong cái bước đường hành thiền, khi mà chưa chứng được jhana, chưa chứng được thiền á, thì có rất là nhiều cái khó khăn, những cái chướng ngại, cái trở ngại mà mình phải gặp phải. Và chính mình trong cái bước đường thực hành, bây giờ cô đã ngồi thiền được 2 tiếng rồi. 2 tiếng cũng là tương đối tốt, tương đối ok. Và tiếp tục hành thiền nữa thì cô từ từ cô sẽ có rút ra được kinh nghiệm cho chính mình, làm thế nào điều khiển để có thể để
điều chỉnh quân mình lại, tất cả những yếu tố này làm thế nào để vượt qua được nó, từ từ cô sẽ có được cái kinh nghiệm đó. Và không chỉ là những cảm thọ này đâu, thì trong cái bước đường hành thiền trước khi mà chứng được thiền thì có nhiều cái, nhiều thứ mà phải vượt, phải gặp phải mà phải vượt qua nữa, là không chỉ là có những cảm thọ hay là những yếu tố này đâu, mà tất cả những cái phiền não nhiều lúc nó sẽ tới hành hạ chúng ta, những cái phiền não nữa nó tới nó hành hạ tra tấn chúng ta, và chúng ta cũng phải vượt qua. Thì từng bước một cứ sự thực hành như vậy, thì như phải thực hành theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta thực hành từng bước một theo lời dạy của Đức Phật, thì từ từ chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ. Câu hỏi từ hành giả Tâm Minh. Kính bạch ngài, con đang hành thiền niệm hơi thở có thời gian, con hành rất là tinh tấn, nhưng bỗng một ngày con cảm thấy không đủ nỗ lực để ngồi nhiều hơn, con thấy nản khi ngồi, kính mong ngài chỉ cho con để con tự sách tấn mỗi khi con bị tình trạng đó, con xin kính chiên ngài xe đó. Xe đó, I am this one from the lay devotee, layman here. Xe đó, I am practicing Anapanasati, and sometimes I practice very diligently, a lot of vidya, but sometimes I feel like no energy to practice meditation. So I feel like boring when I sit in meditation. So Sero, may Sero please give me over that so I can motivate myself to practice diligently. Yes, Sero. Practice, for example, Anapana meditation is main meditations. When you have some difficulty with Anapana meditation, you become bored. You don't want to continue to practice, is it? Then yes. At times you can rest by developing Buddha's quality. From time to times, then you can also reflect on the death. Okay. Then when you reflect on the death, you will feel sense of urgency. I should not be lazy. So I will die one day. Okay. I will die one day before the death moment. I should attain Nirvana or any kinds of attainment, something like this. You can encourage yourself. Then yes. If you can meditate with the other meditator who are successful, it will be more beneficial. For example, now we also encourage the meditator to meditate as a group in the meditation hall together. Then some meditator are practicing for, you know, there for 3 hours or 4 hours continuously, commonly, or every day like this. Then, although they have some difficulty, then when they see, when they can see such kinds of admirable persons, they are also human being, is it? I am also a human being. Why, if we cannot meditate for 4 hours continuously, why I cannot meditate? You can encourage yourself. Okay? In this way, need to find the better environments or conditions. And yes. They are the motivations for your further practice, future practice. Yes, sir. Yes. Và như vậy nhiều khi đó là câu hỏi đây, khi mà hành giả khi mà trở nên đang hành thiền tốt, đang có sự tinh tấn, nhưng bỗng dưng thì lại mất đi sự tinh tấn thì và trở nên chán nản, thì ngài sơ đo khuyên chúng ta rằng, khuyên quý vị rằng lúc đó thì quý vị có thể quay về mà hành thiền niệm ơn Đức Phật Buddha Nusati. Niệm ơn Đức Phật cũng thể làm cho tâm hoan hỉ trở lại và sách tấn quý vị trở lại và quay trở lại hành thiền trở lại. Và nữa có thể là niệm sự chết Marana Nusati, và có thể niệm sự chết như vậy. Niệm sự chết như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể chết bất kỳ khi nào, bất kỳ lúc nào cái chết cũng có thể đến với chúng ta. Bây giờ chúng ta còn khỏe, còn có sức khỏe, còn thời gian, thì chúng ta sẽ thực hành vào sự, dành thời gian đó vào sự thực hành pháp. Thì như vậy tâm của chúng ta sẽ vượt qua được cái sự chán nản, và vì biết rằng cái sự vô thường, cái sự và thấy được cái sự sự chết có thể đến bất kỳ lúc nào, thì chúng ta mới có được cái sự kinh cảm. Do có được sự kinh cảm như vậy, nó thúc đẩy chúng ta sẽ sách tấn chúng ta thực hành.
Và một cái nữa đó là cái môi trường thực hành, đó là ví dụ chúng ta đã có thể hành thiền với những thiền sinh, những cái người mà họ đã thành công trong cái việc hành thiền của họ ấy, những người ví dụ như là bây giờ là ngài Sơ Đo khuyến khích là mọi người lên thiền đường hành thiền chung, thì ở đó thiền đường có rất là nhiều thiền sinh, họ đã có thể ngồi được 3 tiếng liên tục, ngồi được 4 tiếng liên tục và hơn nữa. Thì chúng ta thấy rằng tự nhiên khi mà lên thiền đường ngồi thiền như vậy thì chúng ta thấy rằng tại sao họ cũng là con người, chúng ta cũng là con người, tại sao họ có thể ngồi được 3 tiếng, tại sao người ta có thể ngồi được 4 tiếng, tại sao mình thì không. Tự nhiên là người ta thì chúng ta mới có được cái sự sách tấn bản thân, có được cái sự nỗ lực của bản thân, và tự động như vậy thì cái môi trường, điều nữa đó là cái môi trường chúng ta chọn, môi trường chúng ta gần gũi, cái môi trường chúng ta hành thiền, và như hai đối tượng trước như ngày xưa đó có nói đó, thì chúng ta thực hành như vậy thì đó là cái cách mà chúng ta có thể tiến bộ. Yes, I know. Và câu hỏi từ hành giả Tama Garawa. Con kính lễ ngài Sơ Đo. Trước khi con hành thiền nếu mới thở thì con có làm theo lời dạy của các ngài là hành thiền giải tâm từ. Khi con giải tâm từ đến vị mà con cung kính thì con thấy rất là an vui, ánh sáng mạnh xuất hiện. Mặc dù vậy nhưng con thấy con vẫn nhìn thấy hơi thở ra vào lúc đó. Hiện tượng này con cũng gặp khi con hành thiền niệm ơn Đức Phật. Con xin hỏi là có nên luôn luôn thực hành giải tâm từ trước khi mỗi thời thiền hay chỉ hành thiền hay chỉ hành khi nào là tâm quá vọng động không ạ? Khi con hành giải tâm từ và niệm ơn Đức Phật thì con có thấy, con thấy khá khó khăn vì con vẫn thấy hơi thở. Con xin ngài chỉ dạy cho con để vượt qua khó khăn này. Con xin cảm ơn ngài Sơ Đo. Cảm ơn ban tổ chức. Sơ Đo, before every sitting, I do practice Buddha Anusati or Metta meditation first before switch to Anapanasati. When I radiate Metta towards the respectful person, so the light appear, the very strong light appear. But I still see the in and out breath. And sometimes I also do Buddha Anusati and also the light appear. And at that time, I still know the in and out breath. So it's difficult for me to do Buddha Anusati, and it is also difficult for me to do the Metta meditation because I still knowing the in and out breath. So Sơ Đo, may Sơ Đo teach me, should I do Buddha Anusati or Metta meditation before switching to Anapanasati? Yes. Okay. As soon as you start to meditate, then you can start with Buddha Anusati or Metta for a while. Then when your mind is peaceful, then you move to Anapana meditation. Then you only just practice Anapana for a whole session. And this way will be better for you. Yes, sir. Ngài Sơ Đo khuyên rằng, như vậy quý vị vẫn có thể tiếp tục hành thiền trước mỗi thời thiền, có thể hành thiền Buddha Anusati, niệm ơn Đức Phật, hay là Metta Meditation, hay là hành thiền tâm từ trước khi hành thiền Anapanasati, niệm hơi thở. Và sau khi mà hành thiền tâm từ hay là hành thiền niệm ơn Đức Phật rồi, thì một thời gian khi tâm nó lắng xuống, tâm yên tĩnh xuống, thì bắt đầu chuyển sang hành thiền hơi thở. Và cả một thời thiền đó, thì quý vị tiếp tục giữ tâm trên đề mục hơi thở. Yes, sir. Từ câu hỏi từ hành giả Trần Nhai. Con xin chào quý sư. Con xin có câu hỏi à, khi hành thiền đôi lúc con có cảm giác như có thế lực ngồi sau mình hay trên đỉnh đầu mình và cảm giác như bất an. Con xin hỏi ngài Sơ Đo là có thế lực như ma quỷ xung quanh làm hại mình khi hành thiền không ạ? Và làm thế nào để con tránh được những cảm giác đó? Said all, when I practice meditation, I always feel somebody, some being in above my head. Also, I feel that somebody behind my back. And I feel that very uncomfortable. I feel very worried because I always feel somebody around me, above my head and behind my back and surround me. So is that true that there are some peta, some yakha, or some unseen being around us? Around us, and then they may disturb us, they may harm us when we are meditation.
So how to avoid that problem, Sarah? Yeah. That's why if you are still practicing, the group meditation is the best for beginners. Okay, meditate in the Sima Hall or meditation hall together with the other meditators. Then they may not have such kinds of fear. Okay, but according to your experience, sometimes, although you think there's someone behind you or something like this, then you also understand there are also many meditators around me. And then you will be able to dispel the fear. Sometimes possible. I mean, when you are practicing meditation diligently, some dewa admire you. They revere you. That's why they also maybe, respect with the hands together. Then you possible this is also. But don't think there are ghosts or kinds of beings who can disturb your meditation. Don't think like this, okay? But in meditation center possible, the teacher is also observing how they are practicing behind, okay? Yes. Yeah. Và như vậy thì chúng ta phải thấy rằng khi mà hành thiền có những cảm giác bất an như vậy thì sẽ đọc lên chúng ta rằng hay hành thiền ở Sima hay ở thiền đường hay là meditation hall. Thì như vậy thì chúng ta hành thiền ở đó, ở thiền đường, ở những nơi như vậy thì cũng có cùng những hành giả khác đang hành thiền cùng với chúng ta. Nên là khi bất kỳ khi nào mà có những ý nghĩ, ví dụ như có người nào đó, chúng sanh nào đó đằng sau hay là xung quanh hay là vân vân, tương tự như vậy, thì chúng ta cũng biết rằng xung quanh chúng ta cũng có những hành giả khác đang ngồi thiền, thì tất cả cái sự lo lắng nó sẽ mất đi. Nhưng mà trong trường hợp này là vẫn quý vị thấy rằng có cái cảm giác là người ở đằng sau hay là cái chúng sanh nào đó đằng sau hay là xung quanh, thì nhiều khi ở đây đó là những chư thiên, họ ngưỡng mộ quý vị đang hành thiền tinh tấn, nỗ lực hành pháp, nên họ tới có thể họ chắp tay, họ đảnh lễ, nghĩa là họ cung kính, tại vì ngưỡng mộ cái sự thực hành pháp của quý vị. Quý vị có thể thấy như vậy, nhưng mà đừng có nghĩ rằng ở đây là có ma nào hay quỷ nào hay là chúng sanh vô hình nào mà tới làm hại hay là quấy phá quý vị khi quý vị hành thiền. Thì đừng có nghĩ theo cách này. Mà nếu mà ở trong một tu viện đó, đang hành thiền, thì cũng có rất là có thể trường hợp đó là có vị thiền sư, thầy của quý vị có thể đứng đằng sau quý vị để giám sát, để xem, đi xem các thiền sinh, các học trò hành thiền thế nào, cũng có đó có thể có là thầy quý vị hay là một vị thiền sư đứng đằng sau có thể xem quý vị hành thiền thế nào, xem các học trò hành thiền thế nào. Nên đừng có nghĩ rằng ma hay quỷ nào mà đứng sau hay đứng trước hay trên đầu hay chỗ nào đó để mà làm hại hay là làm hại quý vị. Đừng nghĩ theo cái trường đó. Yes, no. Câu hỏi từ hành giả Phúc Đại. Con xin kính để lễ Ngài. Kính bạch Ngài, con thực hành thiền Anapanasati hàng ngày, tuy nhiên con bị bệnh thái hóa cuộc sống ở cổ và lưng. Do vậy, ngồi quá 1 tiếng rưỡi, thì sau khi xả thiền, con thân con bị đau nhức, do vậy khó khăn cho việc thực hành thiền. Con xin quý Ngài dạy cho con kích thước tốt hơn ạ. Con xin kính trên Ngài Sero. Sero, I am a lay person. I practice meditation Anapanasati every day. But however, I got problem with my neck, my spinal cord, my neck and my back spinal cord. Spinal cord got problem. Some cái bệnh thoái sống là tiếng Anh là gì nhỉ? But yeah, back pain is generally the backache. And the neck problem and the spinal cord problem. And then I feel painful. So because of that, the painful, so I feel difficult to practice more than 1.5 hours. So may said, teach me any other way better for me to practice because I got back problem and neck problem. Yes. You know that upper body or the upper tango, there's also one factor for those who are practicing meditation. Then we call essential factors or necessary factors for meditation practice. They must be healthy. Sure, if they are not so healthy, if they have kinds of disease in their body, in their mind, then very difficult to practice, okay? Very difficult to practice me to be to attain up to higher attainments, like such as jhana, megha, phala, nibbana, like this.
But if there's a body, sure, there will be pain. There will be pain, affliction in their body, your body. Then trying to treat your the disease with anyways. For example, the Dhamma medicine and also the bodily exercise, etc., etc. Then it can be helpful. Okay, then trying to discuss with the doctor and also trying to do some bodily exercise in this way. Then practice as far as you can. Because of meditation practice, maybe your disease, your back pain, neck pain, etc. also may disappear. Okay, meditation is very powerful. Some, although they have a kind of cancer in their body, then because of anapana meditation or other meditation practice, they also recover from those illness. There are also many experiences and stories in meditation center in Myanmar, etc. Is it? Yeah. Okay. But the first one is should be happy. What I want to suggest is okay. Trying to do some bodily exercise, trying to seize the doubters and discover dance for the treatment. Then practice meditation as far as you can. Sometimes if you are painful, okay, I have already received the 5 aggregate. I cannot avoid the pain in my body. Then although my body is painful, I will try not to be painful in my mind. Okay? And like yes. Nagula Pita. Mm. Yes, sir. Yes. Và như ngài Sero nói rằng khi một người mà đang có cả thân bệnh và có cả tâm bệnh, nếu mà cả hai cái này đều có rất là mạnh thì khó hành thiền, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta phải thấy rằng đó là đầu tiên, nếu mà bị đau cổ, thoái hóa đốt sống cổ hay là bị đau cổ hay đau lưng thì đầu tiên chúng ta phải đến gặp bác sĩ để có những cái lời khuyên, để có những cái phương thức chữa bệnh thích hợp để chữa cái bệnh này. Và nữa, và chúng ta cũng phải xem đó là thực hành những động tác thể dục vật lý trị liệu và những cái động tác tập thể dục như vậy để chúng ta có thể tăng cường cái sức khỏe mà có thể vượt qua được nó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải quan sát rằng khi mà có thân vật lý này thì đương nhiên có cái ngũ uẩn này thì đương nhiên sẽ có những cái khổ, những cái đau, những cái bệnh về thân. Và có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều những cái trường hợp ở Myanmar, đó là khi mà các thiền sinh họ hành thiền và có thể chữa được, họ tự nhiên cái bệnh ung thư họ cũng mất và những cái bệnh khác nó cũng mất đi. Giống như hành thiền hơi thở Anapanasati cũng vậy. Nhiều khi là những hành thiền sinh đó họ có những căn bệnh, ngay cả những cái bệnh ung thư một số họ cũng chữa khỏi, tự nhiên nó khỏi. Nên là chúng ta thấy rằng hành thiền đó cũng là một liều thuốc pháp, cũng là một phương pháp và có nhiều, nó cũng rất là mạnh, nó rất 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 là mạnh, nên chúng ta đừng có xem thường cái việc hành thiền. Và rất là nhiều câu chuyện ở Miến Điện đã thấy nhiều thiền sinh họ đã hành thiền và họ cũng khỏi bệnh. Nhưng mà đầu tiên cái ngày Sero khuyên chúng ta rằng đó là về đầu tiên phải đi gặp bác sĩ để xem có cái cách chữa trị thích hợp. Và nữa là chúng ta cũng phải làm những cái tập thể dục hay là vật lý trị liệu hay là tập những cái động tác thể dục để giúp cho cái việc mà và nữa là phải có sức khỏe, để có được sức khỏe. Và nữa là chúng ta có sức khỏe, chúng ta phải thực hành nữa, thực hành thiền và thực hành ngay cả như Sero nói rằng để chúng ta có thân, có năm uẩn thì sẽ có bệnh về thân, có sự khổ về thân. Nhưng mà đừng để cho tâm chúng ta cố gắng để thực hành để không có bị cái tâm bệnh. Và hành thiền đó là một cái liều thuốc pháp, và chúng ta cố gắng để có được những cái liều thuốc pháp như vậy và vượt qua được nó khi mà hành thiền. Nhiều khi hành thiền tốt, hành thiền vậy thì tất cả những cái đau đớn, tất cả mọi thứ nó có thể biến mất nữa. Nên là ngày sau đó cũng chúc chúng ta là giống như là Nakula Pita, là cha của Nakula vậy, là hành thiền và vì đó đã khỏi bệnh và vì đó đã dùng liều thuốc pháp và khỏi bệnh. Yes, sir. Okay. Now if time is enough one day, we can stop our Nama talk. Yes, yes, sir. Yeah. Okay. Tất cả. So, sir, we listen for the sharing, Marie said. Yes. Mm. Okay. Tất cả chúng ta đọc theo ngài said. Yes. Prepare Dhammi to share your merits to all beings. Chúng ta đọc theo ngài Sero để giải chia phước cho tất cả chúng sanh. Idame punya. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Bahang hotu. Bahang hotu. Idame punya.
idame punyam nibbanasa nibbanasa pacayo hodu pacayo hodu mama punya bagan mama punya bagan sabba sadanam acemi Tesabe Tesamang Punyabagang Labandu Sadu 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 Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya. Thank you Sayadaw for the wonderful Dhamma talk, and thank you Phante Pawaratamika for the wonderful translation today. We would like to share on all merits that we have accumulated by keeping sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to power of Sayadawji. May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thank everyone for your time and participation. See you on the next Dhamma class. May all be well and happy.